con. Đệ tử quy, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cẩn tín, yêu bình đẳng, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh bà hiền dân làm được. Hiếu Hiếu và những thiên thần chữ số. Bà ơi! Bà ơi, hôm nay thầy giáo khen cháu học toán tốt ạ. Hiếu Hiếu giỏi quá. Cháu đọc bảng cửu chương cho bà nghe nhé. 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 1 × 3 = 3, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 1 × 4 = 4. Hiếu Hiếu, trước người lớn mà chúng ta hàm hồ thể hiện khả năng của mình là một kiểu không tôn kính với người lớn đấy nhá. Huống hồ, tài năng thật sự là hiếu thảo. Nếu chúng ta học được tri thức mà đến chữ hiếu tối thiểu cũng không làm được. Thấy bà sách làn nặng thế này, cháu không những không biết giúp, ngược lại lại đi thể hiện bản thân. Đó là ích kỷ đấy nhá. Ông ơi, cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ giúp bà mang cái này vào bếp. Bà ơi, cháu tính tiền giúp bà nhé. Sao nhiều số thế ạ? Đúng vậy, đây là khoản tiền cho cả nhà ta đấy. Hiếu Hiếu ngoan, tự chơi đi nhé. Cháu tính được bà ạ. Bà ơi, xong rồi đấy ạ. Bà ơi, sao thế ạ? Cháu tính sai rồi ạ? Không sao, không sao, chỉ là các khoản không khớp nhau thôi. Để cháu xem lại ạ. Thôi nào Hiếu Hiếu, đừng tính nữa, có lẽ tại bà nhớ nhầm thôi. Không được đâu ạ, bà chờ cháu một chút nhé, cháu nhất định sẽ tính đúng cho bà ạ. Hiếu Hiếu, cậu đang làm gì vậy? Tiểu Sủng ơi, khoản tiền này của bà tôi tính thế nào cũng không đúng, cậu giúp tớ đi. Cuốn sổ này sao lộn xộn thế, tớ nhìn đã thấy chóng mặt. Hiếu Hiếu, những công thức này đều là cậu làm à? Nhiều số thế này tớ cũng không thể tính miệng được, đành phải viết ra. Hiếu Hiếu, cậu muốn tính tiền giúp bà đương nhiên là việc tốt, nhưng phải lượng sức mình mới được chứ. Nếu không sẽ giống như cuốn sổ này, càng giúp thì càng lộn xộn. Thôi nào Hiếu Hiếu, cậu đừng buồn nữa, tớ nhất định sẽ giúp cậu. Nào Hiếu Hiếu, ngồi vào đi. Đi nào, vào đi. Tiểu Sủng ơi, cậu muốn đưa tớ đi đâu? Rồi cậu sẽ biết. Tiểu Sủng ơi, đây là... Đây là trong cuốn sổ ghi chép đấy. Chúng ta để các thiên thần chữ số cùng tính giúp, chắc chắn sẽ tính được. Cụ ông ơi, cụ là thiên thần chữ số ạ? Đừng khóc nhá. Ông ơi, ông có thể giúp cháu tính con số trong cuốn sổ được không ạ? Cháu có thấy ta đang bận không? Làm sao giúp cháu được? Hiếu Hiếu, cụ ông này là lão nhân chữ số không, trách nhiệm của ông là chăm sóc 9 em bé chữ số. Bởi vì Hiếu Hiếu làm lẫn lộn cả cuốn sổ, cho nên 9 em bé chữ số này mới không vui đấy. Thì ra là cháu làm hả? Vốn dĩ các cháu bé hàng ngày đều phải xử lý một đống các khoản đã không vui rồi, lại thêm cháu làm thế này nữa, càng rắc rối. Cháu xin lỗi ạ, cháu chỉ muốn giúp bà tính tiền thôi, cháu không ngờ lại gây ra nhiều rắc rối như thế. Thôi được, cũng không thể trách cháu hoàn toàn. Thế này nhé, các cháu giúp ông dỗ dành những em bé này. Chỉ cần các em ngoan ngoãn vào trong nôi thì khoản tiền của các cháu sẽ tự nhiên được tính đúng.
nhiều. Cậu biết cách chăm sóc em bé không vậy? Nào các cháu xem những kiến thức trong cuốn sổ tay, chữ số linh hoạt sẽ giúp được đấy. Số 1 thích nhất là dấu cộng trừ. Vốn dĩ đơn giản đến thế. Em bé ơi, mau vào trong nôi nhé. Đây là em bé gì nhỉ? Em là số âm 1, chúng em làm bạn thân của nhau. Bé âm 1 ơi, em có thể giúp anh gọi các bé khác vào nôi được không? Không được, em không muốn ở trong nôi một mình. Em vẫn còn 8 anh em khác nữa cơ. Tiểu Sùng ơi, tớ có cách rồi. Hiếu Hiếu cũng tài đấy chứ. Cậu đem những em bé âm dương đối nhau đặt trong một cái nôi, thế là các bé không quậy nữa. Không xong rồi, các em bé không thể ở cùng nhau thế này được. Nếu thế các em bé sẽ trở thành số không hết, thì các chữ số trên thế giới không còn ý nghĩa gì. Lạ nhỉ, phép thuật của tớ đâu rồi? Bây giờ mọi thứ trong không gian này đều ở trạng thái bằng không. E rằng phép thuật của cháu cũng bằng không rồi. Cả ông nữa cũng không cảm thấy có phép thuật nữa rồi. Cứ thế này, chẳng phải chúng ta sẽ không ra được sao ạ? Những em bé này đều do ông chịu trách nhiệm trông nom. Không để các cháu bị liên lụy đâu. Đi đi. Nhanh lên. Hiếu Hiếu, cậu mau nhìn kìa. Nhất định phải mau chóng nghĩ cách mới được, nếu không sẽ xảy ra hỗn loạn mất. Chúng ta phải làm gì đây? Việc này... Nào, các cháu xem những kiến thức trong cuốn sổ tay, chữ số linh hoạt sẽ giúp được đấy. Cuốn sổ ông cụ chữ số tặng cậu đâu rồi? Chẳng phải ông đã nói kiến thức trong cuốn sổ này có thể giúp chúng ta sao? Nhưng cuốn sổ này cơ bản là không có tác dụng gì cả. Hiếu Hiếu, đối với kiến thức, chúng ta phải giữ lòng khiêm tốn. Nếu cậu không khiêm tốn, không nhẫn nại, có lẽ những kiến thức thật sự sẽ có ích mà cậu bị bỏ qua đấy. Nếu một em bé có số âm và số dương mà có giá trị giống nhau, cùng ở trong một cái nôi, cả hai em bé sẽ trở thành em bé số 0. Tiểu Sùng ơi, xem ra tớ thật sự rất không tốt, tại tớ để hai em bé ở cùng nhau. Hiếu Hiếu, nếu cậu mà cung kính và khiêm tốn, đọc hết cuốn sách này là có thể tránh được những sai lầm này mà. Cho nên khi chúng ta đối diện với kiến thức và người lớn đều phải khiêm tốn. Có như thế mới nhận được sự dạy bảo chân thành, chính xác, tránh việc chúng ta phạm sai lầm đấy. Tiểu Sùng ơi, tớ có cách rồi. Trong sách nói, số dương và số âm sau khi cộng trừ nhân chia sẽ có rất nhiều thay đổi. Chúng ta có thể dùng một số đồ chơi để các em bé đó không bị biến thành số 0. Cậu mau biến ra bong bóng đi, để chúng ta vào đó. Nhưng giờ tớ chỉ khôi phục được một ít phép thuật thôi, cơ bản không thể quay lại được. Tiểu Sùng ơi, cậu có sao không? Hiếu Hiếu, tớ đã dùng phép thuật còn lại của mình để truyền lên cuốn sổ rồi. Chúng em không cần ở một mình nữa. Các em ngoan, anh sẽ không để các em ở một mình đâu. Anh sẽ tặng đồ chơi cho các em này. Vâng. Bé con đừng lo, để anh tính lại nhé. Hiếu Hiếu, cháu quên là còn có ông nữa sao? Hiếu Hiếu, cậu làm giỏi lắm.
nhưng số tiền của bà không còn nữa rồi. Hiếu Hiếu, chúng ta cứ trả lại cuốn sổ cho bà xem đi. Cậu đã làm rất tốt rồi. Cậu chỉ cần chân thành đi xin lỗi bà là được thôi. Với người lớn, chớ khoe tài. Câu nói này không chỉ nói với chúng ta đối với người lớn về sự thái độ khiêm tốn và cung kính, mà còn nhắc nhở chúng ta mỗi kỹ năng học được đều không thể tách rời với sự quan tâm và giúp đỡ của người khác. Vì vậy, chúng ta phải luôn nhớ kỹ dùng kỹ năng của mình để giúp đỡ người khác nhé. Xuất bản và sản xuất Đồng Chí Cương. Tổng đạo diễn Lưu Vĩ. Phụ trách sản xuất Nhạc Liên Xuân, Lý Lập. Tổng biên kịch Đồng Chí Cương. Biên kịch Triệu Lập Chí, Lý Đăng Siêu, Trương Tịnh Hiền, Đồng Vĩ. Đạo diễn Mã Tăng, Cao Hạ Thành. Chỉ đạo mỹ thuật Hám Bàng, Toàn Phượng Vân. Tạo hình Tốc Vĩ, Đằng Khiết. Nguyên tác họa Vương Diên Phong, Lý Truyền Hồng. Thiết kế hoạt họa Lý Đại Sấm, Lưu Khải, Tiết Tịnh. Bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà. Hậu kỳ Trương Bác Hiên. Âm nhạc Hoàng Hải Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế mỹ thuật hoạt hình Dự Âm Bắc Kinh trân trọng giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.